liên quan đến phương án điều hành xuất khẩu gạo và cụ thể hơn là mức xuất khẩu 400.000 tấn trong tháng 4 năm 2020. Những ngày gần đây xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Bộ Công Thương khẳng định đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ. Hơn thế, phương án hiện hành đã được lấy ý kiến các bộ chức năng tới 2 lần. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương thành lập đoàn liên ngành gồm các bộ, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, làm việc với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá lại cung cầu thóc gạo cho vụ đông xuân. Trên cơ sở buổi làm việc đó, đoàn công tác liên ngành đã gửi báo cáo Thủ tướng. Thủ tướng giao lại Bộ Công Thương với tư cách là Bộ Quản lý Nhà nước, kiểm tra lại và xin ý kiến các bộ trưởng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương án điều hành cũng như về đánh giá tình hình. Đây chính là căn cứ để đề xuất phương án xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4 năm 2020. Dựa trên quan điểm bảo đảm an ninh lương thực trong nước và tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay và theo cân đối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cần khẳng định ý kiến tham gia của các bộ ngành về phương án điều hành xuất khẩu gạo đã được Bộ Công Thương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 6 tháng 4 năm 2020. Với các ý kiến mới được đưa ra sau khi Thủ tướng Chính phủ đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo vấn đề xuất khẩu gạo, tại văn bản số 2827 ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, như ý kiến mới đây của Bộ Tài chính, sẽ tiếp tục được Bộ Công Thương tổng hợp, phân tích và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 4 năm 2020. Tất cả các báo cáo của Bộ Công Thương liên quan đến điều hành xuất khẩu gạo trình Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn sau đó của Bộ Công Thương đều đã được công bố kịp thời, công khai và minh bạch, để các cơ quan hữu quan, doanh nghiệp nắm được và thực hiện. Lại xuất hiện thêm câu chuyện có đến 26 trên 28 doanh nghiệp tham gia đấu thầu của Tổng cục Dự trữ Quốc gia Bộ Tài chính. Trúng thầu, song không ký hợp đồng khiến dư luận càng thêm thắc mắc về phương án điều hành xuất khẩu gạo của các bộ. Ở đây, phải hiểu đúng, dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Việc Tổng cục Dự trữ Quốc gia tiến hành đấu thầu mua gạo để phục vụ cho dự trữ quốc gia là công việc được giao thường xuyên hàng năm của cơ quan này nhằm bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội trong điều hành của Chính phủ. Trong khi đó, Nghị định 107/2018/NĐ-CP không có bất cứ quy định nào buộc doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có văn bản đảm bảo dự trữ quốc gia mới được tham gia hoạt động xuất khẩu gạo. Nghị định 107 chỉ quy định doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo phải dự trữ lưu thông tối thiểu 5% lượng xuất khẩu 6 tháng trước đó để doanh nghiệp can thiệp thị trường khi cần thiết hay có dấu hiệu bất ổn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Khi tham gia bình ổn giá thì doanh nghiệp được bù các chi phí. Như vậy, dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông là hai câu chuyện có bản chất khác nhau và không có mối quan hệ gì liên quan. Về xuất khẩu trong tháng 5 năm 2020 vẫn phải quán triệt đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cũng đã giao Bộ Công Thương báo cáo trước ngày 25 tháng 4 năm 2020 về phương án điều hành và hạn ngạch sẽ được xuất khẩu trong tháng 5. Hiện Bộ Công Thương cùng các bộ ngành phối hợp đánh giá nguồn cung trong nước mùa vụ sắp tới để báo cáo Thủ tướng. Có ý kiến cho rằng nên phân bổ hạn ngạch cho các doanh nghiệp. Bộ Công Thương và đoàn công tác liên ngành đã cân nhắc tinh thần một mặt tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, một mặt kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho nên không xây dựng phương án này. Như vậy, liên quan đến phương án 400.000 tấn gạo xuất khẩu trong tháng 4 năm 2020, có thể thấy Bộ Công Thương ngay từ đầu đã bảo đảm nhất quán vai trò quản lý nhà nước, đồng thời thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.